Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và quý vị khán giả thân mến, sau một tuần thì chúng ta lại rất là đúng hẹn ngồi lại với nhau ở đây để lắng nghe câu chuyện của một ai đó. Câu chuyện của một ai đó có thể là một câu chuyện cũng rất là quen, bởi vì cái khó khăn mà họ đang trải qua biết đâu chừng nó cũng na ná với cái khó khăn mà mình đã trải qua. Ngồi ở đây để chúng ta thấy một điều rằng ai cũng có chuyện. Và ai đây trong tuần này kể câu chuyện gì? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp nhân vật của tuần này. Chào em. Dạ, em chào chị ạ. Em tên là Hoàng Bảo Thiên. Em năm nay 22 tuổi và em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại em sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Quê gốc của mình chắc chắn không phải là Đắk Lắk. Ba mẹ em thì đều là người Bắc ạ. Ba em là người Bắc Giang, mẹ em là người Thái Bình. Em là người Tây. À lôi. À lôi là tiếng Tây. Tiếng người Tây, người tôi gọi là trời ơi. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy là mình sinh ra là ở Đắk Lắk hay là sinh? Em sinh ra ở Đắk Lắk luôn ạ. Cũng là người của Tây Nguyên luôn. Dạ. Yeah. Thì ngày hôm nay mình xuất hiện ở đây, nó sẽ là câu chuyện về nghề hay là câu chuyện về đời? Về đời thì em có nhiều câu chuyện buồn. Từ hồi thuở nhỏ, em muốn được giải bày những cái ức áp lực hoặc là những áp lực stress của mình nhiều hơn. Thì hôm nay em tham gia để kể những cái chưa bao giờ kể. Nó sẽ là cái câu chuyện nào đầu tiên trong cái hành trình mà mình thấy là đó là những hành trình khó khăn? Động lực gia đình. Bố em và mẹ em có xích mích và cãi nhau. Năm mình bao nhiêu tuổi thì mình nhận thấy là gia đình của mình là một gia đình tràn đầy bạo lực? Năm em 9 tuổi. Thì lúc đó là em cùng với lại một người chị đang ăn trái đu đủ. Thì em thấy cái cảnh mà bố mẹ em đập và chửi bới nhau rất là lớn tiếng. Em nghĩ là hàng xóm họ sẽ có thể nhìn thấy được như thế. Và em rất là khủng hoảng lúc ấy, em còn nhỏ mà. Em thấy đánh quá lớn. Tôi em hoảng với lại là em không nói lên lời ạ. Bố em là một người khá là bảo thủ và gia trưởng. Còn mẹ em thì nói nhiều. Em biết người đàn ông họ không thích phụ nữ của mình nói nhiều quá. Là gia đình em vấp phải cái nữa là tiền bạc. Em có mấy anh chị em? Dạ em là cả và có một đứa em trai. Em nhớ đến năm 2011-12 xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Và bố em chân bên trái lắp ốc vít này đó. Đến năm 2015-2016 lại một vụ tai nạn giao thông và gia đình em phải đền một số tiền lớn, đền 100 triệu đúng không chị? Bố em vẫn phải đi tù khoảng 9 tháng. Nhà bên kia thì tổn hại của họ là gì em? Mất con. Cậu ấy cũng chắc tầm bằng tụi em thì lúc ấy là cũng say xịn và không có bảo hiểm. Thì hai người va chạm quẹt nhau thì chuyện gì cũng đến cái vụ đấy. Thì đến ba em đang nằm bên bệnh viện, tại là ở nhà đang thu hoạch cà phê, cái mùa cà phê đấy, nên mẹ em phải nhờ đến hộ tá chăm sóc ba em ở trong bệnh viện. Năm đó mình học lớp mấy? Lên lớp 10. Bố em không nói được chuyện ấy vì lúc ấy là không minh mẫn và tỉnh táo. Mẹ em thì phải nhờ đến hộ tá rồi thì cũng bỏ số tiền khá là cũng trong một ngày để mua đồ ăn, chi tiêu và vệ sinh. Nhưng mà xong vài bữa thì mẹ em lên bệnh viện rồi phụ nữ chăm sóc ba em trong bệnh viện. Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Mẹ em tức giận gì đó và khét tháo trong bệnh viện. Mẹ em nói bố mày có người phụ nữ khác rồi thì biết là ngoại tình. Khoảng thời gian đấy em bị đau mắt đấy. Mẹ em dẫn em lên bệnh viện, hai người lại cãi nhau trước mặt em. Ba em lúc ấy là hầm lên rồi là nổi giận và cọc đáng sợ. Dữ dằn lắm. Đợt đến gần Tết thì phải xin bác sĩ cho về sớm để đón Tết cùng gia đình. 28 thì rước bố em về đấy, cãi nhau, đánh nhau tiếp. Họ hàng đến chúc Tết, gửi quà cho bố để mong bố là bố khỏe. Lúc ấy là lớn tiếng rồi ngày Tết. Em với em trai phải chạy tại em sợ sẽ diễn qua ngày này qua ngày khác. Bố em lại đi chống lạng, đi hét ầm hết cả làng cả nước. Họ không có ngủ được, khóc lóc rồi chửi mẹ em. Mà mẹ em thì cũng không nhịn đi, ầm lên thế phải hàng xóm phải qua căn ngăn. Chuyện đó thì nó đã qua rồi và chị hoàn toàn không phủ nhận những cái cảm giác bất lực của em cùng với em trai của em tại thời điểm đó. Mình phẫn uất chứ. Nhưng mà có thể sẽ phải hiểu một điều rằng là
ông vừa mới bị chấn thương. Thực ra mình vẫn chưa biết là cái cú va chạm giao thông đó, cái mức độ nguy hiểm nó đến đâu, nhưng mà rõ ràng là ông đã phải ở trong cấp cứu một cái thời gian cũng khá là dài. Cái sự đi lại của ông nó rất là khó khăn. Cái điều này nó khiến cho người ta cảm thấy bị bất lực trên cái cơ thể của mình. Nó lại cộng gợp với một cái tính khí thường ngày của ba em, lại là cái tính khí của sự nóng nảy nè, hay quát mắng vợ con. Thì bây giờ cộng thêm với một cái điều đó là tôi đang rất là bất lực với cái cơ thể của tôi như thế này. Tôi cảm thấy đời của tôi nó bế tắc, nó đường cùng. Ông Như Chí Phèo ấy, ông sẽ là một cái người mà gào lên, chửi trời, chửi đất, chửi tất cả mọi người ở làng Vũ Đại đó. Và đó là lý do mà ông không có kềm chế được. Dạ đúng rồi. Thì rất không may là mẹ em cũng không hiểu. Cũng rất khó để buộc mẹ em phải hiểu cái điều đó cho ba em. Mẹ em đang bị bần cùng trong nỗi khổ của bà. Bà cũng sẽ có cái nỗi khổ là bây giờ tôi phải chăm một cái người bệnh mà tôi vẫn còn rất nhiều việc của tôi. Và cái nỗi khổ của một người phụ nữ bỗng nhận ra rằng chồng mình có một người phụ nữ khác. Đúng rồi. Lúc em nghĩ là bố em giống một con quỷ trong người luôn. Sự đến lúc mà qua cái phiên tòa thì em trai em đi cùng với mẹ, ba em với lại là người phụ nữ kia, thì hai người xảy ra xô xát, thì bố tức lấy cục đá bố đập lát cái xe máy mà mua mà hai người dùng dụng được mấy năm để mua được căn xe. Em trai nó cạn rồi, tí nữa không bố em thì đổ lỗi cho mẹ em nhiều thứ là mẹ mày kinh tế này đó xong không no gì, từ lúc nhỏ đã biết rõ rồi. Thì mẹ em một phần là cũng tiết kiệm, nhưng mà nhiều khi nói là những cái lời nói chung là nó đau tim đến nỗi em cũng cảm giác buồn trong người. Nên là nó thô kệch, họ nói sẽ không suy nghĩ. Thực ra nó là cái lối ăn nói với những từ ngữ bổ bả. Ác tâm thì không ác tâm, nhưng mà nó ác khẩu. Có đợt em vẫn còn buồn câu nói của mẹ em nói là tao thảo đẻ hai đứa con trai chứ tao không đẻ con gái. Nên là một người phụ nữ cũng dữ dằn. Nhiều khi là em cũng buồn đấy, tại là em... Vì em cũng khó kiềm chế nữa. Lâu lâu cũng vậy, nhưng giờ lớn rồi, giờ khác trước. Thế thì có thể hình dung được một cái khoảng thời gian thơ ấu kéo dài của em. Đó là sự sợ hãi về bạo lực nè, sự bất an liên tục nè. Và việc phải chứng kiến những cái cảnh thống khổ của gia đình vì tai nạn, vì đền bù, vì tiền bạc. Có nghĩa là em sống trong hoàn cảnh luôn nơm nớp lo sợ. Đến lúc mà em còn nói với mẹ em là chắc thấy cảnh bố mẹ ngay trước mặt con như vậy, con không muốn lập gia đình. Em thích bạn nữ rồi yêu người ta, nhưng mà người ta thấy hoàn cảnh của mình ấy, người ta cũng chạy. Thế thì cái năm mà em bao nhiêu tuổi thì em nhận ra cái bản dạng giới của bản thân mình, em nhận ra cái xu hướng tính dục của mình? Ngay từ bé. Nhưng mà bố mẹ em có nhận ra không? Em nói chung là đi học em phải che chứ. Nhưng mà em biết là thân cái tính cách và con người của em là giống con trai. Ngay lúc mà sinh là tưởng em là con trai, tại đâu mua đủ sẵn con trai, càng lớn càng giống con trai chứ em không thấy cái tính cách con gái chút xíu nào. Kể cả cái lúc mà em để tóc dài đi, em mặc váy nhìn nó vẫn cứ kiểu cồng kềnh giống một con trai thay vì là con gái. Nên là cái đó là cái mà em tự cảm nhận thôi. Còn ba mẹ của em họ biết đó, nhưng mà họ có chấp nhận không? Từ năm 2020 cấp cái em cắt tóc bình thường thôi, đến lúc mà em cắt em cạo này này, mẹ bảo là cái gì thì trời ơi, về em không có dám cởi ra sợ bị quật. Là đúng quật thật luôn. Ngày hôm sau em lên Sài Gòn em làm rồi thì mẹ em cũng quên hết à. Trong những cái lần căng thẳng của gia đình thì có lần nào em thấy rằng là đôi khi mình cũng là một trong những cái lý do để tạo nên những cái trận cãi vã của ba mẹ không? Mình có những biểu hiện mà họ biết rằng không phải là một đứa con gái, nhưng mà sự chấp nhận thì có thể họ chưa chấp nhận được trong thời điểm đó. Bố em không có xen vào về tư tình. Tất cả những cái điều mà mình trải qua như vậy trong mối quan hệ với bố mẹ đó, em thấy nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống hiện nay của em? Em bị rơi vào khủng hoảng rồi đi điều trị. Cho đến khi mình rời khỏi gia đình rồi thì em thấy cái sự ảnh hưởng nó còn không? Bố mẹ em thì ly thân rồi, không xen vào cuộc sống của nhau lắm. Còn em thì sao? Chị muốn biết về một điều đó là với những gì mình đã trải qua thì nó có là những cái điều khiến cho con người của mình bây giờ nó có những đặc điểm như thế này, như thế kia hay không? Một thời gian em phải điều trị tâm lý thì nó kiểu thấy một cảnh bạo lực quá. Đó là khi nào? Rơi khủng hoảng. Là 2019 thì em đi điều trị tâm lý. Dấu hiệu nào để mình nghĩ rằng là mình cần một cái cuộc điều trị tâm lý rồi? Em rơi vào tình trạng như thế nào? Nó hai đèn tối, nó trầm cảm. Cái lúc em đi học cũng còn cô lập mà, bị bạn bè trêu chọc. Em không được như hiện tại luôn.
người thì đen thui, không có tiền, túi cũng không có, không có đi chơi, không có giao du bạn bè. Nhưng mà lúc nào cũng phải giả là tạo là lạc quan, rồi là thân với bạn này bạn kia, thật sự không có chơi với ai, quanh qua quanh lại một mình. Cái đứa mà bạn thân rồi đấy, năm lúc người đấy, thế nó chứng cảnh mà bố em rượt đuổi mẹ em đấy, là xong một kẻ tùng lum á. Em về em mới nói bố mẹ, bố mẹ cũng chửi nhau này, con rất là ngại khi đi học. Thế xong bố em nghe thấy bố em tức, bố bảo là ai nói mày vậy, hàng xóm bạn nói vậy đấy, bạn nói ở bên cả trường, cả đám bạn lớp 10, con xấu hổ lắm. Sau cái vụ đấy thì em với hàng xóm đấy không chơi với nhau được. Và những người bạn khác cũng không muốn dính dáng đến mình nữa. Em bị cô lập, không có bạn bè chơi. Có thể vì ở bản thân của mình, trong cái trải nghiệm của mình, trong cái cách giao tiếp của em với mọi người, cái mà mọi người nhận được có thể nó quá nhiều những cái sự bất an và tiêu cực. Cô tiếng Anh, cô là người động viên em, cô bảo em còn hơi rụt rè, thiếu tự tin. Lúc thật sự là em có là rụt rè, em không được như hiện tại, em còn không dám nói chuyện. Em có nghĩ hiện tại em tự tin không? Tự tin là chính mình, không phải là làm cho người khác, cũng không phải làm sao cho người khác phải là cảm thấy là mình như thế này như kia. Em không muốn người khác đánh giá mình như thế nào. Nhưng mà em đang tự tin cho người khác đó. Thật sự hiện giờ cái sự tự tin của em cũng là một sự gồng mình. Em không có sự tự tin dựa trên sự bình tĩnh đón nhận những gì đã trải qua và bình an với nó. Trong cái cách mà em chia sẻ lại toàn bộ trải nghiệm thời thơ ấu của mình hiện nay, thì em kể về nó một cách rất là hào hứng, rất là cởi mở, nhưng nó vẫn là một cái nguồn năng lượng rất là bất an. Bởi vì vốn câu chuyện thì nó đã tiêu cực rồi. Tự tin đó là khi em kể lại những chuyện này trong một cái tâm thế nó nhẹ nhàng hơn, bớt những cái cảm thán sự nguy hại của vấn đề lại, thì lúc đó cái sự bình tĩnh thực sự nó mới thể hiện. Còn bây giờ nó vẫn đang là một cái điều gì đó mà em cố gắng để mình tích cực, em cố gắng để em muốn vượt qua. Và điều này vô tình làm cho em bị có vẻ bị kích động. Mỗi lần mà nói về vấn đề gia đình em như thế nào đó thì em thường hay né. Em không kiểm soát được cái năng lượng khi mà mình kể về những câu chuyện thật đó. Có nghĩa là em không muốn người khác hiểu quá nhiều về gia đình nhiều. Thế hôm nay em lên chương trình thì em mới là kể được. Mà em vẫn đang rất là căng thẳng để kể lại. Thế đó là chuyện của gia đình. Chuyện của gia đình để bây giờ chúng ta nhận thấy là kết quả của những năm tháng đó là gì? Là một cậu bé ở đây vẫn còn quá nhiều những cái sự không bình an. Thế thì quay trở lại vẫn là câu hỏi là còn riêng em, không phải là trong mối quan hệ với gia đình mà là những mối quan hệ khác, thì mình có đồng thời nhận những cái tổn thương từ người khác, những cái sự kiện mà mình là đối tượng bị tấn công hay không? Thì em bị một ông thầy quấy rối. Thầy? Mình dùng từ thầy có nghĩa là làm thầy hay là thầy giáo luôn á. Lúc đó em come out chưa? Ôi không, lúc em không biết gì, với lại là kiểu như cái tuổi của em nó chưa được có nhận thức. Cụ thể thì câu chuyện đó đi diễn ra như thế nào? Em gặp người đấy ở đâu và chuyện gì đã diễn ra? Lúc này ba mẹ xảy ra nhiều việc, nhiều chuyện và cãi nhau, thì ông là người xen vào giải quyết. Giải quyết cho ba mẹ em á hả? Hay là giải quyết cho đúng em? Ba mẹ em. Cụ thể là việc đó nó diễn ra ở đâu? Ở nhà em hay ở nhà thầy? Nhà em. Nhà em. Thầy đến để làm gì? Đến để khuyên nhân bố mẹ em. Rồi nói nhiều về vấn đề là sau là không có như vậy này, xong rồi chỉ có là hiện tại là bố em đang không được minh mẫn đấy. Là thầy bố đang dạy em ở trường luôn? Không ạ. Thầy giáo cấp 2 của em. Dạ đúng rồi. Thầy có chơi chung với gia đình của em không? Thầy có thân thiết với gia đình của em không? Có. Kiểu là thân với lại bố mẹ em. Thì cũng là lúc ấy là cũng không biết gì, với lại không được giáo dục trường cung kỹ, lại là không được học hoặc là bố mẹ nói về, với lại bố mẹ không có xen nào nhiều á. Thì lúc ấy là em bị rất là nhiều lần. Rất là nhiều lần. Thì sao? Ba lần đi. Lúc em sợ hãi rồi là em không có nói với gia đình đấy. Cái chuyện này nó là cũng như kiểu quá khứ rồi đấy chị. Đến mẹ em còn không biết. Lúc em hôm nay lên chương trình thì chắc mẹ cũng coi, cũng theo dõi biết. Vậy thì đến khi nào mình mới biết rằng đó chính là việc cái mình sai bị lạm dụng? Vài tháng sau em biết là lúc ấy là em sợ hãi và không biết số điện thoại của em. Nhưng hạp và nhắn tin em cảm giác sợ hãi. Người ta tấn công mình như thế nào? Kiểu như là sờ mó hoặc là ấy đấy chị, đụng chạm vào cơ thể và cái nhạy cảm đấy chị. Ngay trong nhà của em? Vâng.
Và lúc đó gần như là mình đóng băng cơ thể, mình không cũng được, không có phản ứng được cái gì. Đúng rồi, không có đầu óc được nữa. Vài không tháng sau thì mình mới bắt đầu tỉnh lại để mình thấy em tỉnh, cái này sai rồi, là cái này là sai chắc rồi. Em block hết số điện thoại lạ. Và em có nói với bố em là không có cho bất cứ người nào số điện thoại không. Thì cái vụ đấy thì là đến giờ này không có ai biết, cũng cảm giác sợ hãi. Nhưng mà khi em kể cái này thì chắc chắn mẹ em sẽ biết người đó là ai đúng không? Em cũng không biết được, vì tại là mấy năm thì bố mẹ em không biết rõ, không biết không. Tại sao chị biết là em không dám nói? Vì một người bố em biết ấy, thì là cho vào tù luôn. Có nghĩa là mình hình dung rằng nếu ba mẹ mà biết thì ba mẹ sẽ có những hành động như vậy. Có những hành động khá là lớn. Thế thì bây giờ họ biết rồi thì em nghĩ thử xem họ có làm cái gì nữa không? Không, nếu chắc như... em nghĩ là cũng không làm gì được. Vì sao? Vì quá lâu rồi. Kể một vài những cái chi tiết như vậy, chị hoàn toàn tin rằng là người trong gia đình, cụ thể là ba em, mẹ em có thể đoán được cái người đó là ai. Dạ. Liệu chừng có cái điều gì đó diễn ra trong mối quan hệ của họ với cái người đó nữa không? Với hiện tại là không ở đấy nữa, thế là em không lo. Nhưng mà mẹ em thì gần. Em bị tác động như thế nào sau hàng loạt những cái sự tấn công, lạm dụng như vậy, quấy rối như vậy? Thì bác sĩ bảo em nặng, thì em phải điều trị khoảng mấy tháng thuốc. Biểu hiện của cái việc mà mình rơi vào tình trạng trầm cảm, lúc đó em còn nhớ là mình gặp vấn đề gì không? Biểu hiện em cảm giác như là không được minh mẫn. Em không muốn ra ngoài chơi nữa, không có đi đây đó nữa. Nặng hơn thì còn không có tập trung vào việc làm. Ai là người dẫn em đi thăm khám tâm lý và điều trị? Mẹ thấy biểu hiện nên là mẹ dẫn đi luôn cho bằng được, rồi để xem có điều trị kết quả như thế nào thì đó. Thì mẹ sẵn sàng bỏ tiền ra đi. Thì xong vài tháng thì em tỉnh táo vào người lo khác rồi về. Xong rồi sau thời gian thì em thay đổi mọi thứ. Và bản thân em rất tự tin và năng động hơn. Làm việc, công việc nghiêm túc hơn. Em lên Sài Gòn ấy, em vào công ty môi giới em xin việc. Tưởng gì đâu ai ngờ và đăng cấp cho vào luôn cái quán phở. Đến đấy thì nó lột 700 cho bên môi giới đó. Thì nó cầm của em căn cước công dân. Lúc vào em không có chỗ ngủ luôn. Ngủ ngay hành lang, sáng mắt luôn. Thế là em bảo mẹ trên tổ con bị lừa rồi. Vẫn làm và bị quỵt lương luôn. Làm đến khi nào thì chuột ra được cái căn cước công dân? 6 tháng rồi em bị quỵt lương. 6 tháng? Em chỉ được có 3 triệu. Về em xấu khổ, không biết là nói với mẹ là gì đây. Đi làm lương có 4 triệu một tháng và em làm 12 tiếng, mắt em thâm. Em làm đêm mà em bị kiệt sức. Qua được cái thời gian đấy thì em trưởng thành hơn và em làm được nhiều việc hơn. Nói chung là trưởng thành hơn đúng không? Thế thì sau tất cả những cái gì mà mình đã trải qua từ hồi bé cho đến bây giờ, rồi mình cũng có vượt qua, có những chuyện cũng không có vượt qua, thì cái thông điệp mà em muốn chia sẻ với mọi người từ cái trải nghiệm cuộc sống của mình là cái gì? Hãy cố gắng và tự tin là sống bản thân mình. Em biết là giới trẻ sẽ khó là cái vấn đề là họ sẽ không thể chịu được những cái công việc mà ví dụ như tay chân. Cảm ơn em. Cái lời rất là chân tình mà chị muốn để lại cho Thiên trong cái cuộc gặp gỡ này á, là em vẫn còn thiếu cái năng lượng bình an. Em rất là quyết liệt với cái việc là vượt qua, chịu khó, cần cù. Đó là những cái điều rất là tuyệt vời. Tuy nhiên mình cần nhiều hơn cái sự bình an nữa để mình có thể tả lại câu chuyện của mình là một nè, mình ứng phó với tình huống là hai. Chúng ta sẽ khác đi sau mỗi ngày mà. Và mỗi ngày trôi qua thì em sẽ tập cho bản thân mình nó điềm tĩnh hơn, đi những cái bước đi sắp tới nó vững chắc hơn. Cảm ơn Thiên rất nhiều. Và quý vị khán giả thân mến, ai cũng có chuyện, trẻ con cũng có chuyện, người già cũng có chuyện, miền núi cũng có chuyện, miền biển cũng có chuyện. Chúng ta sẽ thấy được một điều rằng là trong mỗi một cái cuộc sống á, mọi người đều phải đối diện với những khó khăn nhất định. Đến đây rồi, bao nhiêu câu chuyện được kể ở đây rồi, thì chúng ta sẽ thấy nổi bật lên một vấn đề. Nó có thể khác nhau ở từng người, nhưng nó luôn luôn chung một diễn biến. Đó là nếu như ngay từ bé, những đứa trẻ không có được cái sự bình an từ trong gia đình của mình, thì chắc chắn một điều những cái vết thương đó nó sẽ vô cùng lớn và rất là dai dẳng. Chúng tôi hy vọng rằng là từng câu chuyện được kể ở đây nó là một cái chất liệu để những cặp vợ chồng trẻ, để những ông bố bà mẹ sẽ hành động kịp lúc, tạo ra một cái gia đình thực sự là an toàn. Và cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau. Chúng ta lại tiếp tục đến với một ai đó và một câu chuyện nào đó. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình trong tuần này cũng hết rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tuần sau. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ, Quách Thị Tuyết Trang.
Dạ vâng, chị có giấy chợ tiếp nhé. Một chín tám năm. Sáu. À, 1965. Rồi, chị nói to lên giùm em xíu ha. À, công việc nghề nghiệp của mình và hiện tại đang sinh sống ở đâu ạ? À, chị làm điều dưỡng phòng mổ ở bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng hiện tại chị đã về hưu, chị vẫn công tác tiếp làm điều dưỡng phòng mổ. Đang làm ở viện thẩm mỹ đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Vậy là chị Trang đang ở quận mấy? Chị ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Là chị là một con người như thế nào, chị có điểm mạnh, điểm yếu ra sao, chị tự cảm nhận thấy mình như thế nào ấy ạ? Mạnh mẽ, vui vẻ, hòa đồng. Rồi, đấy là những cái từ khóa mà chung chung về tính cách và công việc đúng không ạ? Rồi, thế vậy còn nếu mà trong chuyện tình cảm thì chị cảm nhận thấy mình như thế nào? Chị dễ bị siêu lỏng. Siêu lỏng á? Ừ. Dạ rồi. Nói chung là cũng dễ thích một người, cũng dễ lên một người. Là thế vậy, dễ thích dễ quen một người như này, chị trước giờ chị từng hôn nhân chưa? Ông xã chị mất được 2 năm. 3 năm hả chị? Ừ. Dạ. Hai anh chị là có mấy cháu? Chị có 2 đứa con. Một đứa trai 28 tuổi, đứa gái 24 tuổi. Đứa trai lập gia đình, đứa gái 24 tuổi. Con gái 24 tuổi là đang ở cùng với chị luôn đúng không ạ? Đúng. Dạ. Các anh chị cảm thấy như thế nào về việc mà mẹ sẽ đi một bước nữa? Nó để cho chị tự ra quyết định. Đã bao giờ là bày tỏ cái ý kiến đấy, nói chuyện thẳng với chị chưa? Chưa. Nhưng mà tại sao chị biết là hai con là để cho chị tự do quyết định? Tại vì hôm chị đăng ký tham gia chương trình này, chị có nói. À. Chị có nói từ lúc đó. À. Nhưng mà có thoải mái không? Ừ. Ai cũng lớn rồi. Dạ, vâng. Vậy là bây giờ là chị đang ở nhà của mình ở tại quận 8 ạ? Dạ. Chị ở chung cư quận 8. Rồi, biết là nếu mà là chị Trang thì chị mong muốn cái người bạn đời mà đi tiếp cùng với mình ấy như nào, chị miêu tả giùm em nhé, từ ngoại hình cho đến tính cách bên trong nhé. Thì ngoại hình trước, chị cứ nói đầy đủ hết tất cả những cái yếu tố mà chị mong muốn ha. Dạ. Chị mong một người 65 tuổi đổ lại. 65 tuổi đổ lại. Cao trên 1m7. Cao trên 1m7. Có trình độ. Là trình độ là trình độ như nào chị? Trình độ của chị yêu cầu? Trình độ không phải là bằng cấp học vị mà một người. Nó có phải một người đàn ông thông minh. Dạ. Dễ nhìn, mạnh khỏe. Rồi. Tính cách thì trung thực, lạc quan, hài hước. Mà nếu được người ở thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt. Dạ. Thế còn những cái tỉnh khác thì chị có một cái tỉnh nào mà chị kỵ hoặc là chị không thích không? Xa quá. Tại vì xa rồi mình sẽ sống được. Chị nghĩ là chị không bỏ được. À. Rồi. Bây giờ nếu mà công việc làm điều dưỡng này của chị ấy thì làm giờ hành chính hay sao chị? Làm
Chị đàn ông là cũng làm việc hành chính rồi. Chị không thích người đàn ông như thế nào? Rồi. Nếu mà thế còn về công việc của anh ấy thì chị mong muốn như thế nào? Chị mong muốn của anh có một cái thu nhập ổn định, nhà cửa ổn định, gia đình ổn định. Tỉnh, ví dụ như tỉnh ngoài thì cũng được, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh là được đúng không ạ? Đúng rồi. Người ta lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh là cũng được không? Đúng rồi. Dạ, rồi. Ok, em cảm ơn chị Trang nha. Thì hôm nay là cái buổi... Dạ. Tôi chỉ hỏi là lâu không đi thành. Dạ, chị, cái này là còn phải tùy ấy. Khi mà mình hôm nay là cái buổi casting mà làm quen em xin những cái thông tin ban đầu của chị ấy. Sau đó thì bọn em sẽ đi tìm kiếm những cái hồ sơ mà nó phù hợp với chị nhất. Thì bọn em bắt đầu mới gọi điện và thông báo lại. Lúc đấy là biên tập sẽ làm rõ và kỹ hơn nội dung hơn với chị ha. Em không thể trả lời cho chị là nhanh hay là chậm được. Tại cái này nó còn tùy duyên nữa. Dạ. Vâng, thế nếu mà có gì thì biên tập sẽ liên hệ lại với chị ha. Dạ, em cảm ơn chị Trang ạ. Chị Thúy Linh, sinh năm 1978. Quê quán mình thì ở tỉnh Vĩnh Long, mà hiện tại mình công tác tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, mình đang công tác cái gì vậy chị? Chị làm kỹ thuật trong công ty may, cũng nhỏ em. Công ty may, dạ rồi, ok. Bây giờ chị Linh nói một xíu về mình đi. Trước đây mình đã từng lập gia đình có con gì chưa ha? Thì chị có lập gia đình... có một bé trai 10 tuổi, nhưng mà chị cũng đã ly hôn nay được 7 năm rồi em. Bé trai 10 tuổi mà sao mình lại ly hôn chị? Thì cũng như là vợ chồng sống không có hòa hợp với em, không hạnh phúc thì thôi. Anh muốn đi thì chị cũng để cho anh đi. Có nghĩa là chồng cũng có người khác hay sao chị? Đúng rồi em. Là bây giờ một mình chị đang nuôi con hay sao? Rồi con ở với chị thì chị đi làm ở đây, thì con chị nó ở dưới quê với bà với mẹ chị á. Thì mỗi tháng chị gửi tiền về cho con thôi. Rồi. Thì qua thời gian ly hôn thì chị cũng có quen, cũng có tìm hiểu, nhưng mà thấy nó cũng không có hợp, nó không có đi được tới đâu hết, nó không như mình muốn em. Cũng lâu lắm rồi, cũng 3-4 năm nay rồi chị không có tìm hiểu bài nữa. Mấy người đó có những cái điểm gì mà không hợp với chị, không đi đến đâu được đó chị? Giống như mà người ta quen, giống như chị cảm giác như là người ta quen cho vui vậy em, chứ người ta không có muốn xây dựng gia đình với mình á. Mà còn chị thì chị muốn tìm một người nào đó thật sự nghiêm túc để mà chị xây dựng cái hạnh phúc sau này của mình, để mình không phải nương tự với nhau. Chứ còn như mấy anh vòng vòng ở ngoài thì giống như là quen cho vui thôi em ơi. Rồi bây giờ chị mong muốn một người như thế nào chị? Chị thì giờ chị muốn một cái người nào đó khoảng nhỏ hơn chị 1 tuổi hoặc 2 tuổi thôi cũng được, hoặc là đó 1 tuổi chị cũng được. Nhưng mà phải có trách nhiệm, mà biết lo lắng cho gia đình, có công việc, rồi nhà cửa rồi ổn định đàng hoàng. Chứ mà chị không thích nhậu nhẹt hay là hút thuốc, la cà, chị không thích. Rồi tuổi tác vùng miền thì ở đâu được chị? Nếu mà được trong Sài Gòn hay là miền Tây của chị thì càng tốt em. Nói chung là chị ưu tiên là ở Sài Gòn đi, tại vì chị ở đây chị làm việc cũng đã lâu lắm rồi, cũng từ lúc chị ly hôn tới giờ. Chị cũng ở đây chị đi làm. Rồi người ta đã ly hôn cùng hoàn cảnh này kia với mình cũng được ha. Vùng miền ở đâu mà người ta làm việc Sài Gòn là được nha chị. Được em. Mình tại vì mình cũng đã ly hôn rồi thì chị cũng muốn tìm một người nào đó cũng giống hoàn cảnh như mình vậy đó. Dễ thông cảm, dễ hiểu nhau hơn. Dạ rồi, chị còn yêu cầu gì đặc biệt về người này nữa không? Thì chị, cái yêu cầu của chị là lịch sự, đàng hoàng, tử tế, nghiêm túc trong tình cảm. Ví dụ như mà hai người có duyên tiến tới thì anh cũng có trách nhiệm, có kinh tế đồ ổn định để có thể
vợ chồng cùng xây dựng cái hạnh phúc khác mới vậy đó. Ừ. Dạ rồi, ok, cảm ơn chị Linh ha. Hôm nay chỉ là buổi cast đầu tiên thôi chị. Nếu mà được chọn vòng 2 cũng như là có người phù hợp á thì biên tập sẽ trao đổi kỹ thêm với mình làm nội dung kỹ. Rồi, cảm ơn em nha. Chào em. Alo. Dạ em. Dạ em chào chị. Chị nghe rõ tín hiệu chương trình không chị? Rõ, rất rõ. Dạ rồi. À, bây giờ mình bắt đầu phỏng vấn luôn nha. Em mời các anh chị biên tập ạ. À. Ok. Dạ alo, em chào chị ạ. À, chào em ạ. Dạ vâng, bây giờ thì chị giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhá. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, công việc, quê quán, nghề nghiệp nhá. Ok. Dạ. Chị tên là Trần Thị Kim Cúc. Rồi. Sinh ngày 19 tháng 2, 1969. Đó, rồi. À, quê quán chị ở Tiền Giang. Tiền Giang. Dạ. Hiện tại chị ở 107 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Cúc giờ còn đang làm công việc gì không ạ? À, chị làm trong, chị học ở trường nghiệp vụ du lịch và khách sạn, làm bên ngành bếp ẩm thực với em. Bây giờ chị vẫn đi làm luôn ạ? Ok. Dạ. Cụ thể hơn là công việc của mình là công việc gì và làm tại đâu ạ? À, chị làm trong kho bếp ở ở nhà hàng ẩm thực ở nhà hàng ẩm thực quê nhà. Rồi. À, chị Cúc là một người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao ạ? À, chị có điểm mạnh là chị bộc trực thẳng thắn. Bộc trực rồi làm gì đó không ạ? À, vậy đó, anh chị vậy đó. Điểm yếu của chị là có gì? À, điểm yếu của chị là hay tin người. À, chị bị lừa dối trong chuyện gì à? Hay sao chị có... ừ đúng rồi, ví dụ như người ta quảng bá thuốc hay là bất cứ cái gì là chị tin, chị mua, chị mua rồi chị ân hận toàn bị lừa không. Mà là chị có trên mạng là chị bị dây viết rồi, là chị cũng bị dính hoài. Rồi, hiện thế này trước giờ là chị trải qua hôn nhân như thế nào ạ? Ồ, chị không có chưa trải qua hôn nhân, chị là người độc thân. Chưa từng trải qua hôn nhân? Chưa. Chị có bao nhiêu mối tình tất cả? À, chị có 2 mối tình. 2 mối tình. Vậy chị kể về 2 mối tình đó cho em nhé. Chị kể về 2 mối tình đấy cho em. À, 2 mối tình đó là hồi năm chị học lớp 9. Lớp 9 là đã có ăn trai rồi, bạn trai gửi thư cho mình đó, bỏ vào bìa tập á. Yeah. Gửi thư. Rồi đó là một mối tình tuổi học trò dễ thương. Yeah. Rồi. Rồi sau cái tuổi học trò đó mình trả lời là mình không yêu, mình không biết yêu. Rồi. Rồi tới một mối tình khác thì anh ấy đến nhà mình chơi với một anh chị của chị của mình. À, anh ấy đến, anh ấy đứng ở dưới gốc dừa, đứng xoay, xong rồi hỏi chuyện qua lại, sau đó cái anh ấy làm quen. Vâng. À, là đó là một mối tình, đó là tình yêu thực sự của mình. Vâng, làm quen, thế vậy là chị cũng đồng, là lúc đó là chị đồng ý luôn, chấp thuận luôn đấy hả? À, làm quen thì hai đứa quen, kiểu quen hồi xưa, kiểu hồi xưa em biết không? Quen thì chỉ nói chuyện qua lại và nắm tay, rồi hôn mối tình đầu vậy thôi chứ không có gì hết. Dạ vâng, được bao nhiêu lâu? À, kéo dài được cũng 1 năm á em ạ. Dạ. Rồi sao chia tay chị? À, chị sau đó vì gia đình khó khăn quá, chị đi Sài Gòn này, chị làm ăn. Chị đi thành phố, chị làm ăn. Rồi
sau hai đứa thời đó không liên lạc được thì cũng như xa mặt cách lòng, anh ấy tưởng mình lên đây có người yêu khác, anh ấy ở dưới có bạn khác. Rồi. Nhưng mà cái Lâm đó là Lâm chị bao nhiêu tuổi? Có 20 tuổi thôi em ạ. 20 tuổi. Vâng, thế còn tất cả những cái mối tình trong giai đoạn mà chị trưởng thành á, tại sao mà chị không tiến tới được hôn nhân? Chị cũng có quen đi làm, rồi cũng có quen anh này anh kia, nhưng rồi cuối cùng chị đi uống nước rồi một hai lần chị thấy cái tính cách người ta không có thích hợp với mình, là chị không thích, nói chung là chị hơi khó chịu một chút. Nói về là chị kể cái khó chịu của chị ra để bọn em bắt được tâm lý xem nào. Mình nhìn anh ấy là kiểu như không có chân thật, nói chuyện kiểu như quen mình, kiểu như là quen cho chơi chơi thôi, chứ không có kiểu như không có thành thật lắm á. Chị cảm nhận được hả? Đi một hai lần là cảm nhận được người phụ nữ có giác quan thứ sáu em ạ. Phụ nữ có giác quan thứ sáu kiểu như không có rung động. Mối tình á, kiểu như yêu là phải rung động, còn này đằng này mình không có rung động không gì hết, là mình không thích rồi, mình cảm nhận không được, không thích ha, không hợp. Rồi, không thích không hợp. Nhưng mà có khi là mà vì cái đánh giá mà theo gọi là giác quan thứ sáu của mình ấy mà mình đánh giá nhầm người không, quan cho người ta không? Không, không quan, không bao giờ quan. Nhưng mà chị có linh tính đó em ạ. Nhưng mà chị có bao giờ chị hối tiếc về những cái quyết định mình không? Có hối tiếc là cái mối tình mà thứ hai của chị đó, vì chị cũng lơ là trong tình cảm, thành ra không quan tâm đến, mãi lo làm ăn á, thành ra đó là mối tình đó chị có tiếc không? Rồi. Nhưng vậy bây giờ chị mong muốn tìm bạn trai như thế nào nhỉ? Thì em muốn tìm một người bạn trai thực sự muốn lập gia đình, là một tìm bạn đời chung thủy, tôn trọng bạn đời, tin tưởng. Không hút thuốc. Rồi. Biết chia sẻ với bạn đời mọi việc, về mọi việc. Chiều cao cân nặng ngoại hình chiều cao chị cao có 1,5 m à, 1,50 m, nặng có 51 kg, 52 kg gì á, ở đó à. Thế vậy là anh ấy hơn 1,5 m là được đúng không ạ? Ok, chỉ cần hơn anh ấy mà chừng 1,65 m đổ lên là ok. Rồi. Vậy chị có cái điểm gì chị không thích về ngoại hình của một người đàn ông không? Không, sao không được, miễn dễ nhìn là được rồi, ok. Đỉnh xấu quá là được. Rồi. Thì xấu quá, yêu nổi. Rồi, bây giờ thì về cái độ tuổi của mình ấy, thì sẽ gặp được những cái chàng trai mà đa phần, em nghĩ là đa phần số nhiều á, là đều đã lập gia đình rồi, hoặc người ta bị qua một lần đò, thì chị sao, hay là chị muốn tìm người độc thân luôn? Không, sao cũng được, miễn là độc thân, miễn là ly dị rồi, miễn là dứt khoát với mối tình cũ rồi, hoặc là vợ chết, ok hết. Đúng rồi, mình phải cảm thông cái điều đó luôn đúng không? Ok, không gì hết. Nhưng mà bây giờ ly dị rồi, nhưng mà con cái người ta có, nhưng người ta con cái cũng lớn rồi, chủ động được là ok không? Ok, tốt luôn, quá tốt. Bởi vì chị lớn tuổi rồi, nhiều khi chị sợ chị không đi thăm được nữa. Ok, em hiểu rồi. Hiện tại thì chị là nhà cửa thì như thế nào? Nhà mình ở Bản Cờ hay sao? No, nhà chị ở quê, chị ở với em trai ở Tiền Giang. Còn chị làm ở trên đây là chị ở trọ. Rồi, ok, em cảm ơn chị Cúc nhá. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen để mà hiểu hơn về mình á. Nếu mà tìm được cái người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại với chị ha. Rồi, cảm ơn em.